Cái mẫu xe này mà anh chị mua thì so với giá xe mới thì anh chị cũng giảm được khá là nhiều tiền. Đấy, giảm được khá là nhiều tiền luôn anh chị ạ. Cái mẫu xe này thì cũng không khác gì xe mới cả, bởi vì chủ xe mới chạy lướt qua một tí thôi. Đấy, xe còn rất là đẹp anh chị nhé. Xe còn rất là đẹp, được cái màu này thì cũng khá là ok luôn. Và đây là bản premium, bản cao cấp nhất. Đấy, giá thì rẻ hơn so mới là rất là nhiều tiền rồi. Mà xe thì cũng không khác gì xe mới cả. Em cho anh chị xem về cái phần nội thất của xe này. Đây, đưa phần máy anh quay phần nội thất cho anh chị xem về phần nội thất của xe này. Anh chị nhìn này. Này, anh chị nhìn đây, nó có khác gì xe mới không? Tất cả những cái chi tiết của xe gần như là chưa bóc ni lông luôn này. Đấy, chưa bóc ni lông luôn. Và đây cũng là chưa bóc ni lông. Đấy, tất cả những cái chi tiết của xe này, chủ xe gần như là cẩn thận, không bóc cả ni lông vào mấy phần này luôn. Nếu anh chị mua mẫu xe này cũng không khác gì xe mới cả, mà rẻ hơn so xe mới rất là nhiều tiền luôn. Đấy, một cái mẫu xe này là bản premium, bản cao cấp nhất, có cả cửa sổ trời đầy đủ hết này, mà rẻ hơn xe mới rất là nhiều. Anh chị nhìn những cái chi tiết của xe, em sẽ quay cho anh chị các bạn nhìn như này thì nó có khác gì xe mới không? Không khác gì xe mới một chút nào luôn. Những phần này là chưa bóc tem ra luôn, mà giá thì cực kỳ êm luôn. Dòng này là bản, này là bản cao cấp nhất, bản premium 1.6, tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. Mà anh chị nhìn đây, nó có mới không ạ? Nó mới, không khác gì xe mới, mới xuất xưởng ở trong hãng ra luôn. Và chìa khóa thì còn hai chìa khóa luôn, hai chìa khóa zin đét này đẹp luôn anh chị nhé. À, những cái chi tiết của xe thì em sẽ quay đầy đủ. Với những video của bên em thì anh chị yên tâm là em sẽ quay cho chị chi tiết từng ngóc cách một với những cái mẫu xe của bên em đang bán, cũng như giá cả thì sẽ công khai cho anh chị, cũng như chất lượng của xe cũng công khai cho anh chị luôn. Đấy, đời 2022 anh chị nhé, 2022 xe đẹp đến từng ngóc cách cũng như là từng chi tiết một luôn. Con này thì trùm ni lông vào thì nó thành xe mới được rồi. Đấy, những cái chi tiết của xe thì anh chị nhìn đây. Đấy, bản này thì nó là bản 1.6. Đây, bản 1.6 em quay cho anh chị luôn. Đấy, 1.6, bản premium, bản cao cấp nhất. Đấy, mẫu Kia Seltos đời 2022. Đấy, 2022 anh chị ạ. Ở lốp đây, gần như là giày đét này đẹp nguyên bản 100%. Xe này thì gọi là xe đập hộp, gần như là xe đập hộp, chủ xe mới chạy có một tí thôi. Đấy, anh chị nhìn đây, những cái chi tiết của xe không có gì phải bàn về chất lượng cả. Mà mẫu xe này bây giờ chỉ có nhô 600 một tí thôi, rẻ hơn xe mới rất là nhiều tiền luôn anh chị nhé. Rẻ hơn xe mới rất là nhiều, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ của nó 1.6 mà, xăng ngăn có mấy lít trên 100 cây thôi. Đấy, bây giờ hơn 600 thì anh chị mua được một cái đời xe 2022, mua về đi gia đình cũng như là kết hợp để có thể là chạy dịch vụ được. Bởi vì 1.6 thì đáng bao nhiêu xăng đâu. Anh chị nhìn nhé, form dáng của dòng này rất là đẹp, phải nói form dáng rất là đẹp luôn. Sơn xi là nguyên bản 100%. Đấy, anh chị nhìn này, sơn xi nguyên bản 100% luôn. Nhìn này. Đấy, con này thì bây giờ về chỉ rửa nước nã thôi. Rửa nước nã là anh chị có thể chạy được rồi. Bảo dưỡng cũng không phải bảo dưỡng. Dòng này anh chị chạy vài ba năm chả phải động rồi cái gì cả. Đấy, xe nước nó là hay ở cái như thế. Mà giá tiền thì anh chị thấy ạ, hơn 600 một chút thôi. Hơn 600 một chút mà nó quá là êm luôn. Này, tất cả những chi tiết này anh chị, giá này bao hồ sơ, dòng này đèn nét này. Đấy, đèn nét 1, 2, 3, 4, 5. Đấy, đèn nét này, viền đèn nét. Form của dòng này phải nói rất là đẹp luôn anh chị nhé. Đây, form của nó rất là đẹp, với cái cửa tiền bây giờ loanh quanh 6 đồng thì những cái dòng xe này có form dáng phải nó khá là ổn. Mà đời cao, đời 2022 đồng hoàng anh chị ạ. Đấy, 2022 đời cao mà giá thì anh chị thấy ạ, giá cực kỳ êm luôn. Đây. Đấy, đăng kiểm, đăng ký thì giá này thì có bao hồ sơ cho anh chị các bạn luôn. Đấy, nào. Tất cả những chi tiết gần như là nó còn mới đét luôn, phải nói là mới đét. Khác gì chỉ cần bọc ni bỏ ni lông ra thôi thì nó là thành xe mới rồi. Đấy anh chị nhá. Anh chị bọc ni lông mà nó là thành xe mới luôn rồi, không phải nghĩ nữa. Đây là cái phần nội thất của nó đây, anh chị nhìn đây. Quay vào như này nó khác gì xe mới 100% không? Không khác gì xe mới 100%, mới trong hãng ra luôn. Đấy, đây này. Đấy, Kia Seltos đời 2022. Này, hàng ghế phía sau chưa có người ngồi luôn. Đấy. Chưa có người ngồi mà giá thì anh chị thấy có hơn 600 một tí thôi. Này, đây nữa này. Điều hòa phía sau, dòng này thì nó tuy là những dòng xe phổ thông thôi nhưng mà nó là hai dàn điều hòa. Đấy, dàn điều hòa sau, cửa gió điều hòa sau, có cả cửa sổ trời. Đấy, đèn trần này, đầy đủ hết, đúng không? Nếu mà thay vì anh chị nào mà cân nhắc mua một cái mẫu xe mới với cái cửa tiền 5-700, 7-800 thì mua cái mẫu xe này bây giờ rẻ được khối tiền luôn. Phải nói là rẻ được khối tiền luôn. Mà xe thì cũng không khác cái xe mới cả, nó thật với anh chị là không khác cái xe mới cả. Đời 2022 thì người ta gần như là mới đổ xăng chạy thôi. Đấy. Nó không phải như những đời xe 2010, 2011 đâu. Nó là đời xe 2022. Thì anh chị thấy nó gần như là đập hộp. Đấy, cốp điện dòng này thì nó có cốp điện đồng hoàng. Đấy, đầy đủ hết.
cốp thì cực kỳ rộng nhá. Và form dáng của dòng Kia Seltos này phải nói form dáng đẹp. Đấy, cốp điện này. Dòng này thì cốp điện của nó là cảm ứng luôn, nếu mà đứng gần ấy nó không đóng xuống đâu. Đấy, em cho anh chị xem này, bấm dòng phải đứng xa ra chứ đứng gần là nó có cảm ứng ấy. Đấy, sao nhỉ? Chú ấn cho anh phát nào. Đấy, phải đi xa đấy. À, đi xa nó sẽ có cảm ứng chứ không đứng gần là nó có an toàn không ấy. Thấy chưa? Đấy, cốp điện, cốp hít đồng hòa. Form giá anh chị thấy đẹp không? Form giá cực kỳ đẹp luôn. Đấy, giá thì 625 củ. 2625 triệu mà còn bao hồ sơ cho anh chị luôn các bạn luôn. Đấy, nếu anh chị nào mà ưng cái mẫu xe này có thể đến trực tiếp tại quận 12 để xem xe. Đấy, đây là anh chị nhỉ. Đấy. Lái 4,74 lít trên 100 km đối với như cung đường ngoài đô thị như là đường trường nó chạy có 4,74 lít thôi trên 100 cây thôi. Rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu anh chị các bạn nào mà có nhu cầu cũng như ý định mua một cái mẫu xe mới. Đấy, phải là ý định mua một cái mẫu xe mới với cái dòng xe cửa tiền 7-800 triệu thì có thể cân nhắc lấy cái mẫu xe Kia Seltos này. Bản này là bản 1.6 Premium, bản đủ nhất luôn. Và giá bên em đang bán công khai là 625 củ, bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển cho anh chị trên toàn quốc rồi anh chị nhé.